Hàn Quốc vẫn bị nốt 10 cho hít khói. Theo Korea Hero, khoảng 130.000 iPhone 11 đã được bán hôm 25 tháng 10 vừa qua tại Hàn Quốc. Con số này cao hơn 30% so với các mẫu iPhone đời trước trong ngày mở bán tại xứ sở Kim chi năm 2018. Ước tính có khoảng 100.000 chiếc iPhone XS, XS Max và XR được chuyển đến tay người dùng trong ngày mở bán đầu tiên. Mặc dù có doanh số tăng đáng kể, nhưng iPhone 11 vẫn không thể so với kỷ lục của Galaxy Note 10 với 220.000 chiếc. Được bán ra trong ngày đầu tiên tại quê hương của Samsung, iPhone 11 đang tỏ ra khá thua thiệt về công nghệ so với nhiều mẫu smartphone trên sân nhà của đối thủ Samsung, do chưa hỗ trợ mạng 5G, trong khi Hàn Quốc đang là một trong những thị trường có tốc độ phát triển mạng 5G nhanh nhất thế giới.